Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với series tự học WordPress cơ bản của VTD Channel. Như thường lệ, mình là Duy. Thì trong cái video lần này, mình sẽ hướng dẫn với các bạn cái cách mà chúng ta có thể tạo một cái trang mới và chúng ta quản lý trang. Rồi, lần trước trong cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn quản lý chuyên mục và quản lý về viết rồi. Thì trong lần này các bạn sẽ tiếp tục qua cái phần là quản lý trang bằng cách là chúng ta truy cập cái phần admin. Đây, rồi các bạn sẽ bám vào cái phần trang, tất cả các trang. Xin lưu ý các bạn là trong cái phần này, nếu bạn nào xem cái video hướng dẫn cái cách mà cài đặt WordPress trên hosting thì cái đây các bạn sẽ nhập là địa chỉ tên miền của các bạn ha. Còn ai đang sử dụng SAM để mà chúng ta giả lập máy tính thì các bạn sẽ truy cập là localhost 2.8080 / WordPress. Rồi chúng ta truy cập là admin. Sau đó các bạn bấm vào cái phần trang, chọn tất cả các trang. Đây mặc định là WordPress tạo sẵn cho chúng ta hai cái trang, một là cái trang mẫu, một cái là cái trang là chính sách bảo mật. Thì hai cái trang này mình có thể mình xóa nó đi. Rồi sau đó để tạo một cái trang mới thì các bạn sẽ bấm vào nút là thêm trang mới. Ví dụ ở đây chúng ta có trang liên hệ thì mình sẽ gõ là tiêu đề là liên hệ, sau đó là ở đây là nội dung liên hệ, email, số điện thoại, rồi Facebook, rồi YouTube gì đó vân vân ha. Sau đó các bạn bấm nút đăng. Đối với trang thì chúng ta sẽ không cần đặt ảnh đại diện cho trang, bởi vì trang là một cái trang đơn lẻ rồi, một cái nội dung đơn lẻ. Chúng ta sẽ bấm nút đăng. Đối với trang thì chỉ cần là nhập tiêu đề và nội dung cho trang là xong. Rồi để quản lý trang thì các bạn sẽ bấm vào tất cả các trang nè. Ở đây là hiện tại mình mới tạo một cái trang liên hệ thôi. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái trang là trang giới thiệu ha. Giới thiệu nội dung là về chúng tôi gì đó vân vân. Rồi ở đây mình cũng bấm nút đăng. Rồi mình sẽ tạo thêm một cái trang mới là trang dịch vụ. Rồi đây là dịch vụ của chúng tôi. Rồi mình cũng bấm nút đăng. Rồi bây giờ các bạn bấm vào tất cả các trang. Ở đây chúng ta thấy mình đã tạo ba cái trang, thì ở đây các bạn sẽ thấy ba cái trang ở đây. Thì quản lý trang thì cũng giống như là quản lý bài viết hay là chuyên mục thôi. Nếu mà các bạn muốn xóa cái trang nào đó thì nó sẽ đưa vào thùng rác bằng cách là chúng ta rê vào cái trang mà cần xóa, các bạn bấm là nút xóa tạm. Ví dụ mình xóa trang dịch vụ. Rồi, nó đưa vào thùng rác rồi. Bây giờ chúng ta muốn khôi phục lại thì các bạn vô thùng rác. Đó, rồi mình bấm cái nút là phục hồi thì nó sẽ vô thùng rác, nó phục hồi lại cho các bạn. Còn nếu các bạn muốn xóa toàn bộ những cái trang đã xóa ở trong thùng rác thì các bạn chỉ cần bấm là xóa hết thùng rác là được. Hoặc là các bạn xóa từng cái trang trong thùng rác là được ha. Ở đây mình muốn xóa hết thùng rác cho nó sạch. Rồi, bây giờ quay bấm vào tất cả trên này để mà chúng ta quay trở ra ngoài. Rồi, để mà chỉnh sửa trang nhanh thì các bạn rê chuột vào chúng ta bấm sửa nhanh. Thì sửa nhanh nó sẽ cho phép chúng ta là sửa tiêu đề, rồi thời gian, có đặt mật khẩu cho trang này hay là không, hoặc là có muốn trang này là trang riêng tư hay không. Rồi chúng ta có thể là chọn là cái trang con, trang cha. Rồi cái thứ tự thì không cần thiết lắm. Thứ tự thì ở đây là thứ tự của trang hiển thị, thì mình có thể mình sắp xếp thứ tự của trang ở trên cái menu rồi, cho nên thứ tự ở đây mình không cần thiết. Rồi cho phép phản hồi, tức là cho phép bình luận hay không ha. Rồi trạng thái của trang là xuất bản, chờ duyệt hoặc là đang là nháp. Đó thì các bạn có thể sửa nhanh ở đây. Hoặc là chúng ta chỉnh sửa chi tiết thì các bạn bấm vào nút chỉnh sửa ở đây. Đó thì mình có thể chỉnh sửa lại tiêu đề nè. Rồi sửa lại cái phần dịch vụ, cái phần nội dung. Rồi ở bên này là mình có thể chọn trang cha của cái trang hiện tại là nào ha. Rồi sau đó chúng ta bấm cập nhật để mà chúng ta chỉnh sửa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói một cái phần quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn.
Sẽ có bạn thắc mắc và mình tin là chắc cũng khoảng trên 90% các bạn khi lần đầu tiếp xúc với WordPress chúng ta thắc mắc là bài viết và trang sao nó giống nhau quá vậy. Vậy thì về mặt ngữ nghĩa và về mặt bản chất nó khác nhau như thế nào, thì bây giờ mình sẽ nói qua cho các bạn biết là nhất là bài viết và trang khác nhau thế nào. Thì cái phần này mình có một cái bài viết hướng dẫn ở trên website của mình. Mình có giới thiệu, mình có nói rõ ở trên web của mình rồi. Các bạn vào cái trang vothanduy.com á, mình tìm kiếm là từ khóa là bài viết. Rồi các bạn sẽ đi tìm một cái bài viết mà mình có nói về là bài viết với trang. Đây, sự khác nhau giữa bài viết và trang, tức là post và page ở trong WordPress, thì các bạn bấm vào đây chúng ta sẽ thấy mình đã trình bày kỹ, rất là kỹ trong cái nội dung bài viết này. Các bạn có thể truy cập cái đường dẫn này để xem thêm ha. Mình sẽ bỏ cái đường dẫn này ở bên dưới cái video phần mô tả, các bạn có thể bấm vào để xem. Thì mình xin nói thêm cái điểm chung giữa bài viết và trang đó là cái gì. Thì điểm chung nó là đều là kiểu bài viết, tức là đều là post type ở trong WordPress. Từ chuyên ngành nó gọi là post type, tức là kiểu bài viết. Kiểu bài viết đó là một kiểu nội dung, một kiểu nội dung mà bạn có thể nhập liệu trong cái khung soạn thảo ở trong phần admin. Tức là cái chỗ nào mà bạn nhập nội dung dài á, ở trong phần admin thì nó là kiểu nội dung. Thì ở trong admin nó có hai cái loại kiểu nội dung chính, đó là bài viết và trang. Rồi chuyên sâu hơn thì WordPress cho phép các bạn định nghĩa những cái kiểu nội dung khác nhau, thì nó gọi tên là custom post type, tức là những cái kiểu nội dung này các bạn tự định nghĩa theo cái ý các bạn muốn. Thì cái đó là cái trong cái phần nâng cao rồi ha, phần cơ bản mình xong không có đề cập tới cái custom post type. Và cái custom post type này nó dùng nhiều trong cái việc là cái lập trình viên plugin hoặc lập trình viên theme á, họ viết ra những cái này để mà sử dụng cho cái mục đích cụ thể nào đó. Còn đối với người dùng cơ bản và người dùng phổ thông như chúng ta thì chúng ta không cần quan tâm nhiều tới cái custom post style nha. Rồi cái điểm khác nhau giữa bài viết và trang nữa, thì bài viết và trang có những cái điểm gì khác nhau. Thứ nhất là bài viết thì nó có chuyên mục, các bạn nhớ không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại admin đây, mình sẽ mở trực tiếp cho các bạn xem. Các bạn rê vào bài viết, chúng ta chọn là tất cả bài viết. Rồi giờ bạn nhìn ở trên này là chúng ta có thể thấy đây nè, bài viết mỗi bài viết đều có chuyên mục của nó, như mình đã nói trong cái video về quản lý bài viết rồi. Nếu như bài viết nào đó nó không được định nghĩa chuyên mục, tức là bạn không chọn chuyên mục cho bài viết đó, thì mặc định WordPress nó sẽ tự động đưa bài viết đó vào cái chuyên mục gọi là không có chuyên mục đây. Cái chuyên mục tên là chưa được phân loại. Đây là cái chuyên mục mặc định của WordPress. Đó, lúc nào nó cũng nằm ở đây hết và không bao giờ xóa được nó cả. Còn trang thì sao? Trang thì nó không có chuyên mục. Bây giờ mình sẽ mở cái trang cho bạn coi, trang nó không có chuyên mục. Đây. Bây giờ mình thêm trang mới nè. Đó, ở bên phần bên này nó cũng không có cái chỗ nào để mà chúng ta chọn chuyên mục cho trang. Và ngay cả trong phần quản lý trang nó cũng không có chỗ nào là chuyên mục cả. Cho nên các bạn lưu ý đây là cái điểm khác biệt lớn nhất rồi nha. Rồi cái điểm khác biệt thứ hai đó là trang có phân cấp, tức là có trang cha và trang con. Đây mình quay trở lại các bạn thấy, ở đây trong cái giao diện mà chúng ta tạo mới một cái trang thì ở đây nó cho phép chúng ta chọn trang cha cho cái trang mà mình đang tạo á. Đó, thì mình có thể chọn trang nào là trang cha. Còn ở trong bài viết á, đây các bạn vô viết bài mới nè, chúng ta không có cái chỗ nào mà để mà chọn là bài viết nào là bài viết cha hết, các bạn lưu ý nha. Rồi trang nó có hỗ trợ page template. Page template là cái gì? Đây các bạn bấm vô trang, chúng ta chọn new trang mới, thêm trang mới. Rồi ở đây các bạn nhìn thấy đây,
À xin lỗi các bạn, mình nhầm. Trang á, thì nó không có page template, không có page template, chỉ có bài viết là mới có page template thôi. Đây các bạn bấm vào bài viết, đây là cái định dạng này. Cái định dạng này là post template ha, chứ không phải là page template. Trang thì nó không có template mà chỉ có bài viết mới có thôi. Các bạn lưu ý nha, cái nội dung bài viết này bị sai rồi, để mình chỉnh sửa lại. Rồi sau khi publish một bài viết mới, tức là sau khi đăng một bài viết mới á, thì bài viết nó sẽ tự động đưa ra trang chủ. Đây mình quay trở ra cái trang chủ cho các bạn thấy, đây là cái ba cái bài viết đó mình đã tạo cho các bạn ở video trước nè. Thì khi mà chúng ta đăng một cái bài viết mới thì tự động đưa ra ngoài trang chủ. Còn trang á thì sao? Trang thì không, lúc nãy mình mới vừa tạo trang liên hệ, trang giới thiệu rồi trang dịch vụ đúng không? Bây giờ các bạn đang ở trang chủ nè. Bây giờ chúng ta F5 lại, chúng ta cũng không thấy cái trang nó nằm ở đâu hết ha. Chúng ta tìm hết cái nội dung của cái trang chủ, cũng không thấy cái trang, mấy cái trang mình mới tạo ở đâu cả. Đó thì đó là một cái điểm khác biệt nha. Những cái trang mà chúng ta mới tạo nó sẽ được đưa vào cái trong menu, và video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo menu, còn hiện tại thì mình chưa chưa có hướng dẫn trong video này. Rồi để hiển thị trang là mình có nói nè, để hiển thị trang ngoài trang chủ á, một á là các bạn đưa vào menu, hai là các bạn đưa nó vào trong cái phần widget. Widget là gì thì những video sau mình cũng sẽ nói luôn. Trang có hiển thị RSS, bài viết có hiển thị ở RSS, còn trang thì không. RSS là gì? RSS là các bạn đây là cái trang web của các bạn nè. Rồi các bạn xuyệt này, chúng ta gõ cái từ khóa là RSS, Enter một cái, thì các bạn thấy đây là cái đoạn mã RSS. Thì cái đoạn mã này dùng để cho những cái con bot của Google hoặc là những cái bộ máy tìm kiếm khác như là Bing, Yahoo gì đó, nó vô nó đọc cái nội dung của chúng ta để mà nó thu thập thông tin dữ liệu. Thì đây là cái RSS của mình ha. Thì á, trong cái RSS nó chỉ có bài viết thôi chứ nó không có trang. Các bạn lưu ý chỗ này. Và cái RSS này nó được tự động tạo bởi WordPress. Đó là những cái phần khác nhau và những cái điểm giống nhau. Bây giờ mình nói một cái phần khác nữa, đó là về mục đích sử dụng thì nó khác nhau như thế nào. Lúc nãy á, là nói về khác nhau giữa cái việc hiển thị thôi, cái việc mà tạo mới với lại hiển thị. Bây giờ mình nói về cái mục đích sử dụng nó sẽ khác nhau ở cái điểm nào để mà chúng ta hiểu rõ về cái bản chất hơn. Thì như vậy thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là gì? Khi nào mà chúng ta dùng bài viết? Khi nào mà chúng ta dùng trang? Đúng không ạ? À? Bây giờ khi nào thì dùng bài viết? Bài viết á, đúng nghĩa của nó là bài viết. Tức là gì? Tức là bạn sẽ dùng bài viết cho cái việc mà bạn đăng nội dung một cái tin tức hoặc là một cái bài viết hoặc là một cái nội dung gì đó để cung cấp thông tin ha, để cung cấp thông tin mà nó được đưa vào một cái chuyên mục cụ thể và nó sẽ tự động hiển thị ở bên ngoài trang chủ khi các bạn đăng bài viết đó. Đó thì khi nào các bạn dùng bài viết thì mình đã giải thích rồi. Tiếp theo là khi nào các bạn dùng trang. Trang á, thì nó về bản chất nó không phải là một cái bản tin, tức là nó không phải tin tức, mà mục đích của trang là gì? Là để cung cấp cái thông tin đơn lẻ không thuộc một cái chuyên mục nào cả, và nó cũng không có thuộc cái tag nào cả. Tag có nghĩa là thẻ đó, trong bài viết nó có thẻ, mà trang thì nó không có thẻ, nó không thuộc tag nào cả. Mình lấy ví dụ cụ thể như trang giới thiệu đó, trang giới thiệu là một cái nội dung đơn lẻ rồi, và thường đó là nội dung của trang mình chỉ soạn một lần và mình ít khi nào mình chỉnh sửa lắm. Ví dụ như cái phần mình giới thiệu về công ty, giới thiệu về dịch vụ sản phẩm này nọ thì rất ít khi nào mà các bạn chỉnh sửa nhiều ha, chỉ lâu lâu khi mà có các bạn thay đổi về dịch vụ sản phẩm hay là gì đó, hoặc là đổi địa chỉ công ty hay là đổi hotline công ty thì các bạn mới vào trang đấy các bạn chỉnh sửa thôi. Còn bình thường đó là ít khi nào mà chúng ta chỉnh sửa lắm ha. Trang giới thiệu nè, rồi chúng ta có trang liên hệ nè, đó, rồi trang hỏi đáp là những cái trang đơn lẻ, nó không ăn nhậu và nó không có liên quan vào một cái chuyên mục nội dung nào đó thì mình sẽ sử dụng là trang. Thì lưu ý là chúng ta nên sử dụng đúng cái mục đích, đúng cái bản chất của nó.
chứ chúng ta đừng sử dụng một cách sai lầm thì sau này các bạn sẽ gặp khá là nhiều rắc rối. Rồi, như vậy thì trong cái nội dung ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn phân biệt được mục đích sử dụng của bài viết, mục đích sử dụng của trang, khi nào thì dùng trang, khi nào dùng bài viết, và mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta quản lý trang như thế nào ha, tức là chúng ta tạo trang mới, chúng ta xóa, rồi chúng ta chỉnh sửa một cái trang như thế nào. Rồi thì trong bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta đưa những cái trang mà chúng ta đã tạo ra bên ngoài menu, cũng như là đưa những cái chuyên mục trong bài viết mà chúng ta đã tạo ở video trước ra bên ngoài menu. Rồi nếu các bạn có câu hỏi gì thì vui lòng bình luận bên dưới video này, mình sẽ trả lời các bạn. Các bạn hãy vui lòng bấm like và share video này nếu thấy hay, và các bạn có thể đăng ký kênh bằng cách bấm vào nút subscribe hoặc là đăng ký bên dưới video, mình có để link ở dưới phần mô tả để nhận được những cái video mới nhất từ mình. Xin trân trọng kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.